Đây là bài 4 trong loạt bài tiếng Trung giao tiếp dễ dàng 1 của hội quán Tam Thế. Tỉ sử khửa. Bài 4. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mời vào. Chính diện. Cảm ơn. Xie xie. Tiếng Trung khó không? Hài yu nán ma? Không khó lắm. Bú thai nán. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ bận. Máng. Máng. Bận không? Máng ma? Máng ma? Bạn bận không? Nì máng ma? Nì máng ma? Chị bận không với ý rất tôn trọng. Nín máng ma? Nín máng ma? Bận quá. Hào máng. Hào máng. Không bận. Bù máng. Bù máng. Không bận lắm. Bú thải máng. Bú thải máng. Chào bạn, bạn bận không? Ni hào, ni máng ma? Ni hào, ni máng ma? Chào cô bận không? Với ý rất tôn trọng. Nín hào, nín máng ma? Nín hào, nín máng ma? Bây giờ là từ tôi, mình, vân vân. Wǒ. Wǒ. Mình bận quá. Wǒ hǎo máng. Wǒ hǎo máng. Mình không bận. Wǒ bù máng. Wǒ bù máng. Mình không bận lắm. Wǒ bú thài máng. Wǒ bú thài máng. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ rất. Hẳn. Hẳn. Rất khó. Hẳn nán. Hẳn nán. Tiếng Trung rất khó. Hài yu hẳn nán. Hài yu hẳn nán. Rất cảm ơn. Hẳn xie xie. Hẳn xie xie. Rất cảm ơn bạn. Hẳn xie xie nǐ. Hẳn xie xie nǐ. Rất cảm ơn anh với nghĩa rất tôn trọng. Hẳn xie xie nín. Hẳn xie xie nín. Rất bận. Hẳn máng. Hẳn máng. Hãy nhắc lại tôi, mình, vân vân. Wǒ. Wǒ. Rất bận. Hẳn máng. Hẳn máng. Mình rất bận. Wǒ hǎn máng. Wǒ hǎn máng. Bạn rất bận à? Ní hẳn máng ma?
Ní khẩn máng mà. Anh rất bận à, với ý rất tôn trọng. Nín khẩn máng mà. Nín khẩn máng mà. Bạn bận không? Nì máng mà. Nì máng mà. Chị bận không, với ý rất tôn trọng. Nín máng mà. Nín máng mà. Tôi rất bận. 我很忙. 我很忙. Bây giờ là từ thì sao? Nơ. Nơ. Từ này là thanh nhẹ. Bạn thì sao? Nì nơ. Nì nơ. Cô thì sao, với ý rất tôn trọng. Nín nơ. Nín nơ. Tiếng Trung thì sao? Hải ủy nơ. Hải ủy nơ. Tôi thì sao? Ủa nơ. Ủa nơ. Tôi rất bận, bạn thì sao? 我很忙,你呢? 我很忙,你呢? Bạn bận không? 你忙吗? 你忙吗? Mình không bận lắm. 我不太忙. 我不太忙. Bài học này đến đây là hết. Hãy liên hệ với Hội quán Tam Thế qua Facebook hoặc qua số điện thoại 0977 309 925 để đăng ký học hoặc để mua trọn bộ các giáo trình của hội quán nhé.